đứng lên đi chú nhá. Nghĩa ơi, con có vào không? Đấy, con cứ chụp chú thì con vào đi. Chụp chú vào đi. Chụp vào đi, chụp đi. Nào, nào, nào. 2, 3. Rồi. Rồi, rồi. Có cá, có cá, hoa khui. Trang điểm mà. Trang điểm nào. Thế trang điểm nào. Thôi, thôi chú. Thôi, thái tim nào. Thôi, thái tim nào. Chào em trang sửa. Đang tập hóa. Ừ. Người trật tự nhá. Bạn ấy còn ở lại muộn. Người có ở lại muộn được bằng không thôi. À, bố đi dùng đấu phim. Nhớ con. Đóng phim hành động. Vừa bóng đá vừa đóng phim. Tất nhiên là thủ môn người ta cũng phải liên quan bóng đá rồi. Bóng cáo. Ừ. Đang đánh phát nha. Mấy trang điểm. Đi đi. Mọi người chia sẻ đi. Ok. Chào em Đỗ Thị Dung. Chào Kiên Lưu. Kênh máy anh ơi. À, anh chưa biết ở đây là truyền hình của hãng phim tư nhân đó mà. Phim gì thì theo dõi nhá, để biết. Em Dung nhá. Tuấn Anh chào anh luôn. Ok, chào Giáp. Ca sĩ ơi, ca sĩ ơi, chào 500 người đang xem nhá. 502 rồi. Ok. Đây là người may mắn nhất được vô má vô mặt của một tiếng này. Thôi đi. Anh Tổ đang nhắm mắt, Dũng đang nhắm mắt. Con em. Con đi. Chào anh, ok em Thanh Hiền. Em về chưa? Con Tình Hương là con nào đây? Không quên biết nhá. Giờ khác. Làm gì đây? Đang đánh phấn. Bây giờ đang đánh phấn. Đóng phim. Đóng phim Nhật. Đây, đây là đoàn làm phim này, các bạn biết đây là đoàn làm phim này đâu? Có cả chống nhạc của nhà. Cả đến từ Nhật Bản này. Chưa đoàn thấy hóa chất đông người. Có khoảng mấy chục người ở đây ạ. Đông ơi. Đông ơi, cả khúc cầm đàm ở Đông ơi. Đàm đâu đâu? Sau kia là mà một đội bóng ấy. Nghe không, nghe không. Ui xưa. Nghe không. Bên mẹ pin rồi. Đang để xô máy á. Pin rồi. Cú giáp hôm qua anh loa chống thất thế. Ồ. Này, con thắng mặt này. Phát cái gì ạ? Ừ. Nhìn đúng rồi. Có cái tiếng anh ơi. Ở đây có tiếng không? Không. Nhá. Biểu diễn võ thuật. Có một số môn hành động. Và tầng bóng nghệ thuật nhá. Các bạn cứ xem nhá. Tầng bóng nghệ thuật. Nói chung mà Ronaldinho lại không phải là có cửa với Vũ Thị Dũng. Ừ. Em nói đi. Sẽ đến. Đang chuẩn bị đấy. Ừ, chị ấy đang trang điểm nhưng không tô son.
Ok cô Giáp, anh đây, gọi gì đây? Nhân Đặng ơi, em lên đây mà xem này, đóng phim và tông bóng nghệ thuật và nhiều trò khác nữa. Ừ, chào em ạ, về tối qua rồi. Biết tên này ở lại mà xem đúng không? Em vượt mấy trăm cây số đến đây xem Bùi Thị Dũng này về rồi. Mau về quy anh. Có nhìn mặt nhìn mặt này. Anh đã trật tự đi không, ban tổ chức cũng mời anh lên khán đài quá. Ông ơi, phải nhà họ ghê hôn nhá, cảm bóng thành công nhá. Đây là ekip chương trình làm phim đây. Đây, còn đâu. Ba nhận ra anh. Cái thẻ của anh bỏ cái thẻ của anh đi. Đoàn làm phim Mỹ, Nhật, có cả Nhật. Đây, mọi người đến gặp một tí Dũng mà đóng phim, đi săn phim bằng đơn điều kiện các bạn này. Đấy, thấy chưa? Thì các bạn không may mắn thôi. Đấy. Ừ, nhớ mà. Ok em đi. Tí nữa là anh lại chuyển lời sau nhé. Bây giờ đang ghi mẹ đang điểm. Hiền nhá. Thấy luôn có thật. Ok, ok, Thánh Thiện nhá. Đấy, không nói thật đâu, em cứ chú ý thật giỏi đi. Biểu diễn bóng nghệ thuật, được chưa? Ừ, có cả hoa, cả diễn viên nữ đẹp, xinh gái mà. Hoa hậu nhá. Ok, quá chất trời chứ. Được rồi. Dũng mà chưa đi giày đất này. Rõ tiếp, ok, rõ tiếp rồi. Này, cho em xem Dũng này. Được chưa? Đang luyện công ấy. À, chào thầy Thạch. Đóng phim này ơi. Đóng phim mà biểu diễn bóng đá nghệ thuật, bắt bóng, nâng bóng. Mọi người đừng có gọi điện thoại cho Luân nhá. Ai gọi là Luân chặn số đó. Đây, một đội bóng đến từ Nhật Bản này. Đây là U19 Nhật Bản. Sân Thanh Hóa toàn khán giả lạ thôi, vì đây là đoàn làm phim trung ương, họ lấy toàn người khán giả đến. Thế chú đi đá bóng vừa thấy chú quăng này. Quảng cáo anh ơi, quảng cáo là quảng cáo, chứ không có gì mục đích gì cả. Giờ là còn kịp em ơi, khoảng tiếng nữa là mới hết đấy. Lúc mà trận chung kết mà không. Kiều Trinh, hoa hậu đang trong em ạ, còn đây chính Dũng ngoài thôi. Thành cầu phong nữa đây nhỉ. Thế hồi nhỏ chú là mê bóng rồi. Chào anh Cường chưa? Đóng phim 15 cộng rồi gì anh ơi? Anh đại chưa? Anh đi lên đây thông kiếm anh ạ. Lên điện em đang mở cửa nhá. Ok anh Chí nhá. Anh đi chỗ cổng đài B mà có cái đường ô tô xe cứu hỏa vào ấy. Ở chỗ đó. Không thì anh bảo vệ khán đài B á. Đang đóng phim mẹ. Chủ yếu là biểu diễn, đây là dựng cánh phim thôi. Hình ảnh độc quyền nên nhưng em chưa là em làm được. Chào 1.320 người đang xem nhé. Đây. Chia sẻ cho người đến xem này. Ok, anh Thánh. Ông, anh không được đóng. Thế mà nữa là anh xin biểu diễn xe quay chân cũng được đấy, nhưng mà không được các bạn. Đúng rồi, cũng được áo vàng đấy.
Ừ em ơi, đoàn làm phim Nhật sang em ạ. Báo những lúc mà Dũng đóng phim. Bây giờ là đáng ra là Dũng phải đi vào Sài Gòn, Hà Nội sang Nhật đấy, nhưng mà thời gian không cho phép. Ngày mai bắt đầu đi qua Khánh Hòa đá rồi, thấy chưa? Ờ không em ạ, đây là yên tĩnh. Họ làm kín nên là không muốn cho bất kỳ ai vào đây cả. Nên là không hát hò đâu. Ừ, có 1.300 người à. Ok. Ừ, anh đâu biết với em. Nay tình cờ anh lên đây tiến đội bóng đi đàn Khánh Hòa thì mày anh cũng phải biết chứ. Ừ, anh Dũng đang trang điểm này. Thoái nhỉ. Oh. Đóng phim gì là cứ mỗi theo dõi nhá. Bây giờ luôn không biết được. Thế đề toàn tiếng Nhật không đây. Chịu. Đây, U19 nhà bạn đây. Đấy, mọi người đang xem TV này, xem cho Dũng thêm TV thêm nhá. Cái truyền hình Nhật. Không phải GAV đâu. Đùa ấy. Các bạn cứ nói sao đây nhỉ? Ôi, em đóng gạch nhanh cái gì rồi. Đấy, đánh, đóng gạch nhanh quá là kém anh ạ. Đánh cường ạ, anh cường chè nhá. Có đổi không? Đổi cái áo em đây này. Áo em đang nghiêm túc rồi. Anh Thường ơi, em không đi được đâu anh. Cố gắng để trận Sài Gòn em đi thôi. Tiện chọc, anh đi sang Nhật đóng phim công các bạn. Ok. Chưa có được không? Chào mọi người. Ok, ok nhá. Đấy chưa? Anh nhận chưa? Bây giờ các em xuống thì không được không? Cũng phải đi đường là... Ừ. U19 Nhật Bản lớn lắm, gần bằng Dũng ấy. Đầy người. Mời là chú đến thôi. Ok, cô này xin chào em. Đi hình. Chào em xin hình nữa nhá. Quay ở sân vận động em ơi. Ok, em sẽ vào trận Sài Gòn anh Thường ạ. Em gọi em sẽ vào. Anh Dũng ơi, gọi tên em đi. Ok em, đã sân vận động. Lên này mình lên nhá, kịp nhá. 2-3 phút là hết đó. Ơi. Mọi người đừng lên đây nhá, xuống đây nhá. Ôi giời. Đấy bây giờ. Đấy tụi nó. Hào mạnh lên, vào mạnh lên. Luôn luôn đánh đi. Chào 5.449 người nha anh em nhá. Ok, rất nhiều người xem. Đây là điều diễn viên đến từ Nhật Bản. Vậy ok. Em chào. Đây là đắc chuyện thứ nhất. Cái bộ mềm to nhất trên mà. Em lên đấy đi. Lên đây, lên đây, mọi người lên đi. Mà cháu lên đi. Trời ơi. Chào Nhật Bản. Chào Nhật Bản. Đi tôm. Lên đây, lên đây. Không phải phim GAV Japan chứ không phải là vậy nhá. Ôi giời ơi, máy còn ít pin quá nhỉ. Chào anh OK Phạm Bình Minh, lâu rồi có thấy em. Ôi. Ăn thì mày mời chú.
các bạn cứ theo dõi đi, tôi không muốn nói ra, nghe anh chưa? Đấy, theo dõi. Đấy, có mấy con đồng hình Nhật Bản thôi. À, chắc là bà tăng bóng nghệ thuật đấy. Tăng bóng nghệ thuật với biểu diễn một chút võ thuật đây là bay bóng gì đấy, là biểu diễn thôi. Ok em, ừ, anh cũng bận lắm nên là không gặp em ở của mình nhá. Chuẩn bị em ạ, chuẩn bị đá này. Ai đây? Ok, ok. Chuẩn bị đi, chuẩn bị vào, chuẩn bị vào đâu rồi. À, Bùi Tiến Dũng làm cá làm võ thuật nữa, cũng có võ thuật mà. Chào em Hồng nhá. Cho em xem anh. Ok em cứ theo dõi. Vấp phải đi dây điện em bảo. Ô đây mọi người ơi, đây em bảo là chúng ta đây có ổ điện. Đây ổ điện. Sao không quay đây không? Mọi người không chụp ảnh với em thôi. Em ở đây ổ điện rất nguy hiểm á mọi người. Đi chị về đây thôi, mọi người ra ngoài đây đi. Em bảo bạn ta hộ em bảo hộ em cái. Mọi người đi bên kia. Đóng phim, vâng bóng nghệ thuật. Đẹp rồi. Phải rồi. Vừa vãi thôi. Anh về đây anh chụp cho em một cái. Cái mày mau lên cho chúng ta mày em đấy cái đèn cái lò thêm thêm một em đi em ơi mày đi này này thêm thêm một em đi rồi em đi được chưa tít tít đây quay về bên này này chỗ này phải lõa này ok phải lõa này mày mày ghế thì mày thơm anh cái chụp đi sao bây giờ bắt đầu vào sân biểu diễn đây chuẩn bị vào bờ bị bỡ sân rồi mọi người nhé mọi người chụp ảnh xong một lần thôi nhá để cho chúng vào chương trình nào làm chưa làm chưa đây là chị gái Bùi Tiến Dũng. Đây là một cổ động viên đã trao chọn vào sân. Ồ em ơi, anh đang quay video em mới gọi sao được. Không biết đỡ, dùng hai máy đi. Máy đâu anh, một máy kia sập quần rồi. Cháu nào gì đấy? Cháu nhớ mong mong nào. Thôi để xuống vào biểu diễn nào. Hoa hậu đến rồi, hoa hậu đã đến rồi kìa. Nhiều người xin chụp ảnh quá mà chuẩn bị là bình luận tuổi ba năm không nhiều mỗi trăm người kìa biết họ chú ý biết chụp không được không nào nào chuẩn bị nào mọi người thôi chụp ảnh lần thôi thôi mấy thanh niên này thích đi chụp lại nhỉ thế đi
Ôi giời ơi. Để mất trông khán giả đang xem biểu diễn. Các bạn thông cảm nhé. Ok, chung hai ta thì ta thua là thế nào em? Ủa không em ơi, có anh ơi. Ê Tân vừa đến, hello, ok, hello Jim Ngọc nhé. Ok, 1.000 chắc là 1.000 người là biểu diễn mà. Ờ, muốn đi giống báo 1.000 người là xem là biểu diễn luôn thế. Ờ, nhá, anh thì anh chưa tăng Facebook chưa biểu diễn nên là. Bùi Tinh Dũng tâm bóng nghệ thuật với Ronaldinho. Đấy, thấy chưa? Ok, đây không không. Anh đang làm. Nhanh lên nhớ, còn làm việc nữa. Nào, nào, nào. Ô, các sĩ Phương Anh với họ đến rồi kìa. Bao nhiêu họ rồi? Này, ngồi, ngồi xuống em ạ. Ô, cái chị áo hồng này chụp bái nhỉ. Em ơi, em ký hộ một bé chị gái kiếm bắt đầu nghe ký hộ bằng. Khổ quá. Rồi, Dũng qua làm việc rồi, các bạn thấy nhá, sẽ đi 1.000 là Dũng sẽ làm này, 1.000 lượt xem là Dũng ăn nữa này, ok. Đây là chương trình sự kiện độc quyền. Nên là rất ít người biết đến. Đi về đi. Các anh chị vui lòng. Có đi xem việc là mấy bạn điên đấy. Cút đi nhá. Không được nói bậy trên Facebook của anh nhá. Cú Trinh nhá. Ok. Ừ. Đó chuẩn bị dẫn không? Ok. Ờ. Anh đưa lên là chắc là chào Nguyễn Thị em. Ok em, biểu diễn. Chị Giang ơi, làm việc với Dũng. Chào Sao Vi. Đây là bản Facebook mới nhất của mình. Hello. Ừ, tí anh gửi số điện thoại cho Bùi Tiểu Dũng cho em nhé. Đây là bên truyền thông. Họ làm từ buổi chiều dựng giờ nên là đang đọc kịch bản, Dũng đang đọc kịch bản. Ừ, ca sĩ đang biểu diễn bên kia. Đây khán đài A nên là im lặng hơn tí. Đang đọc kịch bản. Chuẩn bị vào sân khấu đọc kịch bản, đạo diễn họ đang giận. Chờ anh đến vị trí nhé, anh lên đây xem này. Anh đang quay em ơi, Bùi Tiểu Dũng quảng cáo em ạ. Ừ. Mì mà bên Nhật Bản họ thích ăn mì mà. Ok. Xin gần hết cầu thủ rồi. Được chưa? Đấy. Thank you.
vì đạo diễn họ không cho độc quyền nên là họ không muốn mình quay không được thoải mái lắm đâu nha các bạn nhé. Ok em ạ. Dũng đẹp trai chứ chỉ biết để anh nên là quảng cáo mà. Dũng nói mà nếu mà không không bóng đá thì ấy là diễn viên hoặc làm nghề siêu mẫu. Ừ, nhưng mà bóng đá vẫn là bóng đá. Anh mới nổ. Em vừa mới thấy chạy luôn. Ok, thấy anh thấy quay lên đấy ra. Mì. Nhưng lắm luôn tao nói mì mà. Tao hỏi mì. Đang